hai kênh, sử dụng pin 18650 7V4 ha. Hóa ra của nó là hai kênh này. À, kênh 1 kênh 2 này. Đây. Nó sử dụng IC HI810B. Đây. Hai IC. Thì IC này nó cho công suất là 60W ha, 4 ohm. Nó cho phép mình tải lò 2 tấc hoặc là 2,5 tấc. Về hai kênh mình lắp được hai bát 2 tấc và hai bát 2,5 tấc ha. Một kênh như vậy mình lắp một bát một chép ha. Thì đây mình test nhanh cho các anh em, đang có lò sẵn nè, 3 tấc nè. Những cái lò chép mình test luôn cho các anh em luôn ha. Đây dạng DSP lập trình, DSP lập trình chống hố. Ha, ở cô nó là dạng lập trình. Cái tiếng nó tuyệt vời lắm. Một xíu mình test cho các anh em nghe cái tiếng micro. Đó. Cái thì cái pin 7V4 lắp vô đây. Hai viên pin 18650 mắc nối tiếp. Đó. Còn em nào muốn sử dụng bình ắc quy á thì lắp vô đây. Tuy nhiên bình ắc quy thì nó sẽ không có sạc được nha. Đó. Thì khi mua mạch mình có kèm thêm một cái cục adapter này. Mình đang test nhanh bằng cấp adapter luôn này ha. Test nhanh. Adapter 9V. Đó. Thì kèm theo cục sạc adapter 9V đó mình sạc hai viên pin. Đó. Sạc đầy nó tầm rớt 8.4 thì nó sẽ tự ngắt ha, không có sợ cháy nổ gì hết ha. Đúng 8.4 này nó sẽ tự động ngắt. Đã cài đặt đầy đủ hết rồi ha. Thì đây là cái phần lắp micro không dây. Đây mình lắp kết nối thẳng trực tiếp vào mạch thu của mình. Ha. Thì nói chung là bên bo bên mình và micro thì nó đã hiểu với nhau rồi, cắm vàng cái là đúng đúng chân. Còn nếu như mic dạng khác thì mình phải kiểm tra chân cho nó phù hợp ha. Ở đây là mình đang test trên bộ micro UHF thân nhôm xếp tần số âm thanh chất lượng cao này ha. Đây nó có xếp tần số này, và chỉnh âm lượng luôn, xếp tần số và chỉnh âm lượng ha. Có báo mức pin này ha, báo mức pin, xếp tần số và chỉnh âm lượng đây, mình chỉnh âm lượng này, âm lượng của nó là 9 mức ha, 9 mức lên xuống này. Đó. Cao mít thân nhôm, thân của nó đây, thân nhôm chứ không phải thân sắt nha mấy này, nó nhẹ. Đó, thân nhôm nhẹ. Đó, không bị rỉ sét thì đương nhiên là giá thành nó sẽ cao hơn. Cao. Còn nếu mà các anh em muốn xét tần số thì nhấn giữ nút này. Đó. Ở đây mình không cần phải xét. Đó. Khi nào anh em mua hai bộ mà đỡ gần bên nhau thì mình mới xét tiến hành xét ha. Đây mic nam mic nữ. Ok chưa? Một thu. Cũng dạng mic này mình có loại mic đơn đó. Ha. Thì mic đơn thì mạch thu của nó là một tay micro, tay mic B21. Ok. Ở đây mục tiêu của mình là mình muốn test cho các anh em về cái tiếng echo dạng lập trình nó đối với cái mạch này nó hay đến mức độ nào ha. Tiếng nó mượt ha, tiếng echo nó mượt. Đây, thử nhanh cho các anh em. Thì micro mình chỉnh mức 6 là hợp lý, không còn phải chỉnh quá cao đâu. Rồi mình thử. Các anh em thấy là cái tiếng micro nó rất là mượt ha. So với những cô mà dạng IC thì hơn hẳn ha, hẳn ha. Cái lúc đó nó mới âm thanh nó mới tốt được ha. Cái tiếng nó mềm, nó mượt, nó trong. Nó kè nó mới ok được ha. Rồi. Thì đây mình thử nhanh về nhạc ha. Oh.
chuyển kênh nè. Như vậy là mình sẽ thử lại tiếng micro cho các anh em ha, một lần nữa. 1 2 1 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
Đây mình thử là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng nó kè tuyệt vời lắm. Chấm hú luôn ha. Dạng lập trình chấm hú. Ok, thì đối với cái mẫu mạch này thì cho phép các anh em sử dụng loa 2 tấc đôi hoặc 2,5 tấc đôi. Loa của mình sử dụng công suất tầm khoảng 50W đối lại là ok ha. 30W, 40W, 50W mà mình đang tính cho loa 4 ôm đó nha, loa 4 ôm nha. Thì đây con HI810B nó là công suất 60W đang tính cho 4 ôm. Như vậy một kênh như vậy mình lắp mà bát chung chép ha, bát chung chép hai kênh mình lắp hai bát hai chung hai chép. Ok không? Đây. Ok, kết thúc video rồi.